Siêu hậu vệ của Liverpool hết bị Suarez sỏ mũi lại đứng yên nhìn Messi dễ dàng ghi bàn. Van Dijk là người chơi hay nhất hàng thủ Liverpool trong trận thua không. Ba trước Barcelona, trung vệ người Hà Lan ngăn cản được khá nhiều pha lên bóng của đối phương và đôi lúc còn tham gia tấn công. Tuy nhiên, trong bàn thua đầu tiên của lứa đoàn đỏ, Van Dijk bị đánh giá là đã không hoàn thành nhiệm vụ, huấn luyện viên Wenger nhận định. Ở đẳng cấp như của Barca, một cơ hội nhỏ nhất cũng có thể thành bàn thắng. Thật lạ lùng khi Van Dijk không thể bọc lót tốt trong tình huống đó. Ban đầu, vị trí đứng của anh ta không hề tồi, nhưng sau đó anh ta đã phản ứng quá chậm, đáng lẽ anh ta nên theo sát Suarez hơn. Tuy nhiên, phải công nhận đường truyền của Alba cho Suarez quá tốt, bóng được đưa vào vị trí giữa hai trung vệ trong khi thủ môn không thể kịp băng lên. Trong bàn thua thứ hai, Van Dijk cũng bị một số cổ động viên quy trách nhiệm. Cú đá của Suarez vượt qua thủ môn Alisson và đưa bóng đi trúng xà ngang, trái bóng bật lại. Messi băng vào đá bồi nhân đôi cách biệt. Van Dijk là người đứng gần nhất lúc ấy. Cho dù việc trái bóng bật ra là bất ngờ, nhưng rõ ràng trung vệ này đã hoàn toàn không có động tác nào để ngăn Messi lại. Ngoài ra, Van Dijk cũng nhận lời trêu chọc khi đối đầu với Messi ở hiệp 1. Trong thế một trọi một, trung vệ này chọn cách không đương đầu mà kêu gọi đồng đội tới hợp lực để ngăn cản Messi. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, song Van Dijk, trung vệ chưa từng bị dê qua ở Premier League, rõ ràng được kỳ vọng sẽ hóa giải Messi một cách ấn tượng hơn.